Sữa bò từ lâu đã là một thực phẩm quen thuộc trong nhiều nền văn hóa. Từ những bữa ăn gia đình ấm cúng đến các lễ hội truyền thống, sữa luôn hiện diện như một phần không thể thiếu. Nó không chỉ là một thức uống, mà còn là một biểu tượng của sự chăm sóc và tình yêu thương. Nó thường được ca ngợi vì hàm lượng canxi dồi dào, cần thiết cho xương và răng chắc khỏe. Canxi là một khoáng chất quan trọng giúp duy trì cấu trúc xương và ngăn ngừa các bệnh liên quan đến xương như loãng xương. Đặc biệt, đối với trẻ em, việc tiêu thụ đủ canxi từ sữa có thể giúp phát triển chiều cao và sức mạnh cơ bắp. Sữa cũng cung cấp protein, vitamin và khoáng chất, khiến nó trở thành một nguồn dinh dưỡng dường như hoàn hảo. Protein trong sữa giúp xây dựng và sửa chữa các mô cơ, trong khi các vitamin như vitamin D và B12 hỗ trợ hệ miễn dịch và chức năng thần kinh. Khoáng chất như kali và magie trong sữa cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì huyết áp ổn định và chức năng tim mạch. Ngay từ khi còn nhỏ, nhiều người trong chúng ta đã được khuyến khích uống sữa vì đặc tính thúc đẩy tăng trưởng của nó. Các bậc cha mẹ thường coi sữa là một phần không thể thiếu trong chế độ ăn uống hàng ngày của con cái, giúp chúng phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Sữa là một nguyên liệu đa năng, được sử dụng trong vô số công thức nấu ăn và được thưởng thức riêng. Từ các món tráng miệng như bánh flan và kem đến các món chính như súp và nước sốt, sữa mang lại hương vị và độ béo ngay đặc trưng. Nó cũng là thành phần chính trong nhiều loại đồ uống như sinh tố và cà phê sữa. Chúng ta thêm nó vào cà phê và ngũ cốc, tạo nên một bữa sáng nhanh gọn và bổ dưỡng. Sữa không chỉ làm tăng hương vị của cà phê mà còn cung cấp năng lượng cho một ngày mới. Khuấy nó thành bơ và phô mát. Những sản phẩm từ sữa này không chỉ ngon miệng mà còn giàu dinh dưỡng. Bơ và phô mát là thành phần không thể thiếu trong nhiều món ăn, từ bánh mì nướng đến các món nướng phức tạp. Và sử dụng nó như một nguyên liệu cơ bản cho các loại nước sốt, kem và súp. Các món ăn này không chỉ ngon miệng mà còn mang lại cảm giác ấm áp và thoải mái, đặc biệt là trong những ngày lạnh giá. Các khả năng ẩm thực với sữa là vô tận. Từ các món ăn truyền thống đến các sáng tạo ẩm thực hiện đại, sữa luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho các đầu bếp và người nội trợ. Tuy nhiên, bất chấp việc tiêu thụ rộng rãi và giá trị dinh dưỡng của nó, sữa bò không phải là không có nhược điểm. Một số người có thể gặp phải các vấn đề về tiêu hóa khi tiêu thụ sữa, chẳng hạn như không dung nạp lactose. Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều nhận thức về những mặt trái tiềm ẩn của việc tiêu thụ sữa bò. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ quá nhiều sữa có thể liên quan đến một số vấn đề sức khỏe như bệnh tim mạch và ung thư. Điều này đã dẫn đến các cuộc tranh luận về vị trí của nó trong một chế độ ăn uống lành mạnh và liệu lợi ích có lớn hơn rủi ro hay không. Một số chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên tiêu thụ sữa một cách cân đối và kết hợp với các nguồn dinh dưỡng khác để đảm bảo một chế độ ăn uống đa dạng và lành mạnh. Mặc dù sữa thực sự có thể là một chất bổ sung dinh dưỡng cho chế độ ăn uống, nhưng điều quan trọng là phải hiểu cách tiêu thụ nó đúng cách và nhận thức được các vấn đề tiềm ẩn. Việc lựa chọn các sản phẩm sữa hữu cơ và không chứa hormone cũng có thể giúp giảm thiểu các rủi ro liên quan đến sức khỏe. Cuối cùng, mọi người nên tự tìm hiểu và lắng nghe cơ thể mình để quyết định liệu sữa có phù hợp với chế độ ăn uống của mình hay không. Một trong những vấn đề phổ biến nhất liên quan đến việc tiêu thụ sữa bò là không dung nạp lactose. Lactose là một loại đường tự nhiên có trong sữa. Cơ thể chúng ta cần một loại enzyme gọi là lactase để phân hủy lactose để tiêu hóa đúng cách. Tuy nhiên, nhiều người sản xuất không đủ lượng lactase, đặc biệt là khi họ già đi. Khi điều này xảy ra, cơ thể không thể tiêu hóa lactose hiệu quả, dẫn đến các triệu chứng như đầy hơi, xoa bụng, tiêu chảy và đau bụng sau khi tiêu thụ các sản phẩm từ sữa. Không dung nạp lactose đặc biệt phổ biến ở một số dân tộc và khu vực nhất định. Đối với những người không dung nạp lactose, việc tránh hoàn toàn các sản phẩm từ sữa đã từng là giải pháp duy nhất. Rất may, các lựa chọn sữa không chứa lactose hiện đã có sẵn rộng rãi. Các loại sữa này trải qua một quá trình mà lactase được thêm vào, tiêu hóa trước lactose và làm cho nó dễ dung nạp hơn. Trong khi không dung nạp lactose chủ yếu là vấn đề về tiêu hóa, thì dị ứng sữa là một phản ứng miễn dịch nghiêm trọng hơn. Không dung nạp lactose xảy ra khi cơ thể thiếu enzyme lactase để tiêu hóa đường lactose trong sữa, dẫn đến các triệu chứng như đầy hơi, tiêu chảy và đau bụng. Tuy nhiên, dị ứng sữa lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Trong trường hợp này, hệ thống miễn dịch của cơ thể nhầm lẫn một số protein nhất định trong sữa bò, chủ yếu là casein và whey, là những kẻ xâm nhập có hại. Khi những protein này xâm nhập vào cơ thể,
hệ thống miễn dịch phản ứng như thế đang đối phó với một mối đe dọa nghiêm trọng, tương tự như cách nó phản ứng với vi khuẩn hoặc virus. Khi tiêu thụ sữa, hệ thống miễn dịch sẽ kích hoạt một loạt các phản ứng, giải phóng histamine và các hóa chất khác gây ra các triệu chứng dị ứng. Histamine là một chất hóa học mạnh mẽ, có thể gây ra viêm và các triệu chứng khác như ngựa, sưng và khó thở. Đây là lý do tại sao dị ứng sữa có thể gây ra các phản ứng nghiêm trọng và đôi khi đe dọa tính mạng. Các triệu chứng của dị ứng sữa có thể từ nhẹ đến nặng và thường xuất hiện ngay sau khi tiêu thụ sữa hoặc các sản phẩm từ sữa. Những triệu chứng này có thể xuất hiện trong vòng vài phút đến vài giờ sau khi tiêu thụ sữa và mức độ nghiêm trọng của chúng có thể thay đổi từ người này sang người khác. Những triệu chứng này có thể bao gồm nối mẹ đấy, phát bản da, ngứa ngáy, sưng tay, đặc biệt là xung quanh miệng, mắt và cổ họng, thở khò khè, hổ, nôn mùa và các vấn đề về tiêu hóa. Ngoài ra một số người có thể trải qua các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy và trong trường hợp nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến sốc phản vệ. Trong trường hợp nghiêm trọng, phản ứng dị ứng đe dọa tính mạng được gọi là sốc phản vệ có thể xảy ra, cần được chăm sóc y tế ngay lập tức. Sốc phản vệ là một phản ứng toàn thân, có thể gây ra khó thở, giảm huyết áp đột ngột và có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Việc nhận biết và điều trị kịp thời là rất quan trọng để ngăn chặn các biến chứng nghiêm trọng. Quản lý dị ứng sữa bao gồm tránh nghiêm ngặt sữa bò và tất cả các sản phẩm có chứa nó. Điều này có nghĩa là không chỉ tránh sữa tươi mà còn phải cẩn thận với các sản phẩm chế biến có chứa sữa như phô mai, sữa chữa, kem và nhiều loại thực phẩm khác. Điều này đòi hỏi phải đọc nhãn cẩn thận vì protein sữa có thể bị ấn ở những nơi không ngờ tới, chẳng hạn như thực phẩm chế biến sẵn, đồ nướng và thậm chí một số loại thuốc. Việc đọc kỹ nhãn sản phẩm và hiểu rõ các thành phần là rất quan trọng để tránh tiếp xúc với các protein gây dị ứng. Ngoài ra, việc tìm kiếm các sản phẩm thay thế không chứa sữa cũng là một phần quan trọng trong việc quản lý dị ứng sữa. Phân bón tiêu thụ quá mức, quá nhiều thứ tốt, ngay cả đối với những người không dung nạp lactose hoặc dị ứng sữa, tiêu thụ quá nhiều sữa bò có thể gây ra rủi ro cho sức khỏe. Điều này có thể bao gồm các vấn đề về tiêu hóa như đầy hơi, tiêu chảy và đau bụng. Những triệu chứng này có thể làm giảm chất lượng cuộc sống và gây ra sự khó chịu đáng kể. Sữa, mặc dù bổ dưỡng, nhưng cũng là một loại đồ uống giàu calo. Một ly sữa nguyên chất có thể chứa khoảng 150 calo, và nếu bạn uống nhiều ly mỗi ngày, lượng calo này có thể nhanh chóng tăng lên. Tiêu thụ một lượng lớn sữa mà không điều chỉnh lượng calo nạp vào tổng thể có thể góp phần làm tăng cân theo thời gian. Tăng cân không kiểm soát có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe khác như bệnh tim, tiểu đường và các vấn đề về khớp. Hơn nữa, một số nghiên cứu cho thấy mối liên hệ tiềm ẩn giữa việc tiêu thụ nhiều sữa và tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt và ung thư buồng trứng. Các nghiên cứu này đã chỉ ra rằng các hormone và các yếu tố tăng trưởng có trong sữa có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của tế bào ung thư. Tuy nhiên, cần nhiều nghiên cứu hơn để thiết lập mối quan hệ nhân quả dứt khoát. Các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu về cách thức mà sữa có thể ảnh hưởng đến cơ thể và sức khỏe tổng thể của chúng ta. Điều quan trọng cần lưu ý là những nghiên cứu này thường liên quan đến mục tiêu thụ sữa rất cao, vượt xa mức khuyến nghị hàng ngày. Việc tiêu thụ sữa ở mức độ vừa phải thường không gây ra những rủi ro sức khỏe nghiêm trọng. Điều độ là chìa khóa khi nói đến việc tiêu thụ sữa. Uống sữa trong một chế độ ăn uống cân bằng có thể cung cấp nhiều lợi ích dinh dưỡng mà không gây ra các vấn đề sức khỏe. Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ khuyến nghị 3 cốc hoặc 20 bón ounce sữa mỗi ngày cho người lớn. Điều này có thể bao gồm sữa nguyên chất, sữa ít béo hoặc các sản phẩm từ sữa khác như sữa chữa và phô mai. Tuy nhiên, nhu cầu của mỗi cá nhân có thể khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố như độ tuổi, mức độ hoạt động và chế độ ăn uống tổng thể. Ví dụ, những người hoạt động thể chất nhiều có thể cần nhiều calo và dinh dưỡng hơn, trong khi những người ít vận động có thể cần ít hơn. Điều quan trọng là lắng nghe cơ thể của bạn và điều chỉnh lượng sữa tiêu thụ sao cho phù hợp với nhu cầu cá nhân của bạn. Nếu bạn không chắc chắn về lượng sữa phù hợp cho mình, hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ. Họ có thể giúp bạn xác định lượng sữa cần thiết dựa trên tình trạng sức khỏe và mục tiêu dinh dưỡng của bạn. Cuối cùng, sữa có thể là một phần quan trọng của chế độ ăn uống lành mạnh, nhưng như với bất kỳ thực phẩm nào, điều độ là yếu tố then chốt. Bằng cách tiêu thụ sữa một cách hợp lý và cân bằng với các thực phẩm khác, bạn có thể tận hưởng những lợi ích dinh dưỡng mà sữa mang lại, mà không phải lo lắng về các rủi ro sức khỏe tiềm ẩn.
Phần 5. Bài toán canxi sữa và sức khỏe của xương. Một trong những lợi ích nổi tiếng nhất của sữa bò là hàm lượng canxi cao. Canxi là một khoáng chất thiết yếu để xây dựng và duy trì xương và răng chắc khỏe. Nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong chức năng cơ bắp, dẫn truyền thần kinh và đông máu. Sữa và các sản phẩm từ sữa thường được quảng cáo là nguồn cung cấp canxi tốt nhất. Mặc dù đúng là sữa cung cấp một cái dạng canxi dễ hấp thu, nhưng mà nó không phải là nguồn duy nhất, cũng không phải là điều cần thiết cho tất cả mọi người. Nhiều loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật, chẳng hạn như rau lá xanh, đậu phụ, hạnh nhân và sữa thực vật bổ sung, có thể cung cấp đủ lượng canxi. Hơn nữa, một số nghiên cứu đã đặt câu hỏi về mối liên hệ trực tiếp giữa việc tiêu thụ sữa và cải thiện sức khỏe của xương. Mặc dù canxi chắc chắn rất quan trọng đối với sức khỏe của xương, nhưng một số nghiên cứu cho thấy rằng lượng sữa tiêu thụ cao có thể không nhất thiết chuyển thành xương chắc khỏe hơn hoặc giảm nguy cơ gãy xương. Phần 6. Ẩn ý về nội tiết tô, khoa học nói gì? Sữa bò tự nhiên có chứa hormone, rất cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của bề. Những hormone này bao gồm estrogen, progesterone và insulin-like growth factor 1 hay IGF-1 đã làm dấy lên lo ngại về tác động tiềm ẩn của chúng đối với sức khỏe con người. Một số nghiên cứu cho thấy mối liên hệ có thể có giữa việc tiêu thụ nhiều sản phẩm từ sữa và tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư liên quan đến hormone, chẳng hạn như ung thư vú, tuyển tiền liệt và buồng trứng. Tuy nhiên, bằng chứng vẫn chưa đủ thuyết phục và cần nhiều nghiên cứu hơn để thiết lập mối quan hệ nhân quả dứt khoát. Điều quan trọng cần lưu ý là nồng độ hormone trong sữa được kiểm soát và lượng tiêu thụ thông qua chế độ ăn uống thông thường không có khả năng gây ra rủi ro sức khỏe đáng kể cho hầu hết mọi người. Tuy nhiên, những người có tiền sử gia đình mắc các bệnh ung thư liên quan đến hormone hoặc lo ngại về nồng độ hormone có thể chọn điều chỉnh lượng sữa tiêu thụ hoặc lựa chọn các lựa chọn sữa hữu cơ hoặc sữa không chứa hormone.